Rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục Những Câu Chuyện Đẹp. Thưa quý vị và các đồng chí, những ngày này trên nhiều nẻo đường tại thành phố Hồ Chí Minh, bóng dáng những màu áo tình nguyện của tuổi trẻ thành phố đã và đang cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân tại các địa phương còn khó khăn. Với các chiến sĩ tình nguyện, những trải nghiệm từ các hoạt động chính là hành trang quý giá để mỗi bạn thêm trưởng thành, cũng như những niềm vui động lại từ những ngày sống vì cộng đồng sẽ còn tiếp tục lan tỏa nhân lên thành những hành động nghĩa tình khác. Những ngày này, tại địa bàn huyện Nhà Bè, các chiến sĩ tình nguyện Mùa Hè Xanh đang ra sức cùng nhau thực hiện bê tông hóa các tuyến hẻm đã xuống cấp. Có được những con đường sạch đẹp khang trang và nhất là không bị ngập nước trong mùa mưa năm nay là mong muốn của rất nhiều người dân địa phương của huyện Nhà Bè. Cái này đường chính là không phải là con đường chính nhưng mà con đường này dẫn qua bên bờ Đông và bờ Tây giữa hai ấp, ấp 4 và hai cánh bờ Đông và bờ Tây. Ví dụ như 70 đây là có 70 hộ dân là nó đi thường xuyên cái đường này. Là nóng mình riêng bên đây thôi nha, chứ không còn nóng bên kia người ta đi qua lại nữa là khác. Là đi qua bến phà này qua đây. Thì lúc trước cái đường này thì nó ngập. Và nó có là đi lại cũng là khó khăn, các em đi học là mùa nước lũ á, là nó ngập dữ lắm. Giờ sau này cũng nhờ cái trường học trường Mùa Xanh, tình nguyện Mùa Xanh này về nè, giờ hỗ trợ cùng dân đóng góp để thực hiện cái con đường này nó khang trang sạch sẽ như ngày hôm nay. Màu áo xanh tình nguyện của các chiến sĩ đẫm mồ hôi cùng xi măng cát đá, tiếng máy nổ, tiếng hò vô chuyển đá làm náo nhiệt cả một vùng. Dường như trở thành một quy tắc thống nhất, các công đoạn trộn bê tông, lát mặt đường đều được các chiến sĩ thực hiện nhuần nhuyễn. Nam thì thay nhau vận chuyển cát, sỏi, xi măng và đứng máy trộn bê tông, nữ thì phụ những công việc nhẹ nhàng hơn. Với nhiều chiến sĩ tình nguyện, những phần việc này là lần đầu tiên được trải nghiệm, được tận tay thực hiện, được đi từ những bỡ ngỡ ban đầu đến việc gì cũng thực hiện tốt được người dân khen vì chất lượng của công trình. Tuyến chính của đội hình Nhà Bè chúng mình mỗi năm là chúng mình sẽ đi làm thực hiện bê tông hóa một tuyến hẻm ở tại địa bàn xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Thì đây là một cái công trình tuy nặng nhọc, tuy cực nhưng mà bọn mình rất là thú vị vì cái khoảng thời gian mà làm đường sẽ gắn kết anh em, gắn kết đồng đội rất là nhiều. Và đồng thời năm nay chúng mình được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ xã đoàn, từ địa phương và đặc biệt lần nữa đó chính là sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ bà con trong tuyến hẻm đã giúp tụi mình có thể thực hiện tuyến hẻm một cách nhanh nhất và thuận lợi nhất. Dạ, những ngày qua thì công việc thì cũng hơi mệt mỏi nhưng mà cũng là có góp phần vui để cái con đường này hoàn thành sớm cho người dân đi lại dễ dàng hơn. Còn tại nhà thiếu nhi huyện Củ Chi, các chiến sĩ hành quân xanh và hoa phượng đỏ cũng có những trải nghiệm với công trình cải tạo khuôn viên nhà thiếu nhi. Đã quen với quân lệnh nên khi thực hiện những phần việc như cải tạo khuôn viên, xây mới sân khấu, các chiến sĩ hành quân xanh trung đoàn Gia Định đều ra sức thực hiện hết mình. Tôi bản thân tôi cũng rất thấy vui bởi vì việc này nó rất có ý nghĩa. Nó mang lại một con đường cứng để giao thông nó thuận tiện và người dân di chuyển dễ hơn. Với các chiến sĩ hoa phượng đỏ, trong mùa hè này, các bạn cũng đã có những trải nghiệm dành riêng cho chính mình. Đó là tự tay sơn vẽ những bức tranh đầy màu sắc cho khuôn viên nhà thiếu nhi, cùng chung tay dọn vệ sinh, trải nghiệm tổ chức sân chơi. Cùng nhau đi trải nghiệm những hoạt động thú vị như là vẽ tranh sơn tường, giúp đỡ các trẻ em nghèo, các mẹ Việt Nam anh hùng đi nhặt ve chai để ủng hộ cho những hoạt động. Em cảm thấy rất là vui và đây là một mùa hè nhiệt huyết nhất mà em đã từng trải qua. Hè này em đã cùng các bạn chiến sĩ hoa phượng đỏ của trường em tham gia rất là nhiều trải nghiệm những hoạt động khác nhau như là các chiến dịch tình nguyện đi sinh hoạt thiếu nhi, đến thăm các địa bàn dân cư mẹ Việt Nam anh hùng và thu gom ve chai. Chúng em đã mang lại rất nhiều bài học bổ ích, biết quý trọng cuộc sống này hơn, yêu thương những người xung quanh và đặc biệt là chúng em mang lại tinh thần tập thể rất là cao trong mùa hè này và em rất mong muốn được tham gia thêm nhiều chiến dịch tình nguyện khác nữa. Hơn một tháng cùng nhau sinh hoạt, ăn chung ở chung với người dân sẽ có những bỡ ngỡ rụt rè ngày đầu tham gia chiến dịch. Nhưng bằng sự yêu thương, quan tâm của các cô chú, người dân đã làm cho các chiến sĩ phần nào cảm thấy ấm áp hơn, vững tin hơn về những công việc mà mình sắp hoàn thành phía trước. Đây được xem như là một trải nghiệm thú vị của mùa hè tình nguyện mà không phải hoạt động nào cũng có những cảm xúc khó tả đến như vậy. Cái tuyến đường này thì mình rất là may mắn khi mà được các cô chú giúp đỡ rất là nhiệt tình. Ngày nào thì các cô chú cũng ra hỗ trợ để làm cái tuyến đường và gần như là ngày nào cũng có nước uống, rồi có dưa hấu, có bánh mì. Thì làm ở cái tuyến đường ở này thì có rất là nhiều kỷ niệm. Trước đây em chưa từng bao giờ nghĩ sẽ làm những việc này, nhưng mà bây giờ thì em cảm thấy được trải nghiệm những cái cảm giác mới mẻ. Đối với một sinh viên thì đây là những kỷ niệm đẹp, em được cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, người dân, xã hội.
chúng em tự hào là một chiến sĩ tình nguyện. Cảm xúc này rất là ý nghĩa. Nó sẽ là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt và theo em đến suốt cái cuộc đời này. Tại vì tuổi trẻ của mình thì mình được làm, mình được giúp đỡ mọi người. Cho nên là mình cảm thấy rất là ý nghĩa. Mỗi nhịp cầu, mỗi mét đường, mỗi con chữ, mỗi công trình của các chiến sĩ tình nguyện đã đáp lại một cách xứng đáng sự mong mỏi tình yêu của chính quyền và người dân. Ở dân đã thương, càng thương hơn nữa. Làm dân đã tin, càng tin hơn nữa. Và nỗi nhớ càng lớn trong mỗi con người, vùng đất các chiến sĩ đã đi qua. Hình ảnh của người thanh niên trong lòng người dân ngày càng đẹp hơn. Đó là những con người mới, những người chủ tương lai có tri thức, sức khỏe, có lý tưởng, biết chủ động trong công việc, biết sống chan hòa, biết sống vì mọi người. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chuyên mục lần sau được phát sóng trên kênh HTV9. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại.